Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính thánh đế phổ chẳng phải là đại bồ tát? Chính thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là đại bồ tát? Cái khác với thánh đế phổ chẳng phải là đại bồ tát? Cái khác với thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là đại bồ tát? Trong thánh đế phổ chẳng có đại bồ tát, trong thánh đế tập diệt đạo chẳng có đại bồ tát, trong đại bồ tát chẳng có thánh đế phổ, trong đại bồ tát chẳng có thánh đế tập diệt đạo. Lìa thánh đế phổ chẳng có đại bồ tát, lìa thánh đế tập diệt đạo chẳng có đại bồ tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoả, hoặc thánh đế phổ, hoặc thánh đế tập diệt đạo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại bồ tát. Đại bồ tát đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính thánh đế phổ là đại bồ tát, chính thánh đế tập diệt đạo là đại bồ tát? Cái khác với thánh đế phổ là đại bồ tát, cái khác với thánh đế tập diệt đạo là đại bồ tát. Trong thánh đế phổ có đại bồ tát, trong thánh đế tập diệt đạo có đại bồ tát, trong đại bồ tát có thánh đế phổ, trong đại bồ tát có thánh đế tập diệt đạo. Lìa thánh đế phổ có đại bồ tát, lìa thánh đế tập diệt đạo có đại bồ tát. Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính bốn tịnh lự chẳng phải là đại bồ tát? Chính bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại bồ tát? Cái khác với bốn tịnh lự chẳng phải là đại bồ tát? Cái khác với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là đại bồ tát? Trong bốn tịnh lự chẳng có đại bồ tát, trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có đại bồ tát, trong đại bồ tát chẳng có bốn tịnh lự, trong đại bồ tát chẳng có bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lìa bốn tịnh lự chẳng có đại bồ tát, lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng có đại bồ tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại bồ tát. Đại bồ tát đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính bốn tịnh lự là đại bồ tát, chính bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại bồ tát? Cái khác với bốn tịnh lự là đại bồ tát, cái khác với bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đại bồ tát. Trong bốn tịnh lự có đại bồ tát, trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có đại bồ tát, trong đại bồ tát có bốn tịnh lự, trong đại bồ tát có bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lìa bốn tịnh lự có đại bồ tát, lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có đại bồ tát. Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính tám giải thoát chẳng phải là đại bồ tát? Chính tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại bồ tát? Cái khác với tám giải thoát chẳng phải là đại bồ tát? Cái khác với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại bồ tát? Trong tám giải thoát chẳng có đại bồ tát, trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng có đại bồ tát? Trong đại bồ tát chẳng có tám giải thoát, trong đại bồ tát chẳng có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lìa tám giải thoát chẳng có đại bồ tát, lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng có đại bồ tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có đại bồ tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính tám giải thoát là đại Bồ Tát, chính tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ Tát? Cái khác với tám giải thoát là đại Bồ Tát, cái khác với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ Tát? Trong tám giải thoát có đại Bồ Tát, trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có đại Bồ Tát? Trong đại Bồ Tát có tám giải thoát, trong đại Bồ Tát có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Lìa tám giải thoát có đại Bồ Tát, lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ Tát, chính pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là đại Bồ Tát? Cái khác với pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại Bồ Tát,
Cái khác với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong pháp môn giải thoát không chẳng có Đại Bồ Tát. Trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có pháp môn giải thoát không. Trong Đại Bồ Tát chẳng có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lìa pháp môn giải thoát không chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát, chính pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát, cái khác với pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát. Cái khác với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát. Trong pháp môn giải thoát không có Đại Bồ Tát. Trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có pháp môn giải thoát không. Trong Đại Bồ Tát có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lìa pháp môn giải thoát không có Đại Bồ Tát. Lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với pháp môn Đà La Ni chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong pháp môn Đà La Ni chẳng có Đại Bồ Tát, trong pháp môn Tam Ma Địa chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có pháp môn Đà La Ni, trong Đại Bồ Tát chẳng có pháp môn Tam Ma Địa. Lìa pháp môn Đà La Ni chẳng có Đại Bồ Tát, lìa pháp môn Tam Ma Địa chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc pháp môn Đà La Ni, hoặc pháp môn Tam Ma Địa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, chính pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát, cái khác với pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát, cái khác với pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát. Trong pháp môn Đà La Ni có Đại Bồ Tát, trong pháp môn Tam Ma Địa có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có pháp môn Đà La Ni, trong Đại Bồ Tát có pháp môn Tam Ma Địa, lìa pháp môn Đà La Ni có Đại Bồ Tát, lìa pháp môn Tam Ma Địa có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong bậc cực hỷ chẳng có Đại Bồ Tát, trong bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có bậc cực hỷ, trong Đại Bồ Tát chẳng có bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Lìa bậc cực hỷ chẳng có Đại Bồ Tát, lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc bậc cực hỷ, hoặc bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát, chính bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát? Cái khác với bậc cực hỷ là Đại Bồ Tát, cái khác với bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là Đại Bồ Tát. Trong bậc cực hỷ có Đại Bồ Tát, trong bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có bậc cực hỷ, trong Đại Bồ Tát có bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Lìa bậc cực hỷ có Đại Bồ Tát, lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong năm loại mắt chẳng có Đại Bồ Tát, trong sáu phép thần thông chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có năm loại mắt, trong Đại Bồ Tát chẳng có sáu phép thần thông, lìa năm loại mắt chẳng có Đại Bồ Tát, lìa sáu phép thần thông chẳng có Đại Bồ Tát.
Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính năm loại mắt là Đại Bồ Tát, chính sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát, cái khác với năm loại mắt là Đại Bồ Tát, cái khác với sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát, trong năm loại mắt có Đại Bồ Tát, trong sáu phép thần thông có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát có năm loại mắt, trong Đại Bồ Tát có sáu phép thần thông, lìa năm loại mắt có Đại Bồ Tát, lìa sáu phép thần thông có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính người lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với 10 lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong 10 lực của Phật chẳng có Đại Bồ Tát. Trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có 10 lực của Phật. Trong Đại Bồ Tát chẳng có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Lìa 10 lực của Phật chẳng có Đại Bồ Tát, lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc 10 lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát, chính bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát. Cái khác với 10 lực của Phật là Đại Bồ Tát. Cái khác với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát. Trong 10 lực của Phật có Đại Bồ Tát. Trong 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có 10 lực của Phật. Trong Đại Bồ Tát có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Lìa 10 lực của Phật có Đại Bồ Tát, lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính đại từ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với đại từ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cái khác với đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong đại từ chẳng có Đại Bồ Tát. Trong đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát chẳng có đại từ. Trong Đại Bồ Tát chẳng có đại bi, đại hỷ, đại xả. Lìa đại từ chẳng có Đại Bồ Tát. Lìa đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc Bồ Đề, hoặc Tát Đoà, hoặc đại từ, hoặc đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính đại từ là Đại Bồ Tát, chính đại bi, đại hỷ, đại xả là Đại Bồ Tát, cái khác với đại từ là Đại Bồ Tát, cái khác với đại bi, đại hỷ, đại xả là Đại Bồ Tát. Trong đại từ có Đại Bồ Tát. Trong đại bi, đại hỷ, đại xả có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có đại từ. Trong Đại Bồ Tát có đại bi, đại hỷ, đại xả. Lìa đại từ có Đại Bồ Tát. Lìa đại bi, đại hỷ, đại xả có Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính 32 tướng đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với 32 tướng đại sĩ chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ Tát. Trong 32 tướng đại sĩ chẳng có Đại Bồ Tát, trong 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có 32 tướng đại sĩ, trong Đại Bồ Tát chẳng có 80 vẻ đẹp kèm theo, lìa 32 tướng đại sĩ chẳng có Đại Bồ Tát, lìa 80 vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ Tát.
Bạch Thế Tôn hoặc Bồ Đề hoặc Tát Đoà hoặc 32 tướng đại sĩ hoặc 80 vẻ đẹp kèm theo, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát, chính 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát, cái khác với 32 tướng đại sĩ là Đại Bồ Tát, cái khác với 80 vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ Tát. Trong 32 tướng đại sĩ có Đại Bồ Tát, trong 80 vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ Tát. Trong Đại Bồ Tát có 32 tướng đại sĩ, trong Đại Bồ Tát có 80 vẻ đẹp kèm theo. Lìa 32 tướng đại sĩ có Đại Bồ Tát, lìa 80 vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ Tát, cái khác với tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ Tát, trong pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ Tát, trong tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ Tát, trong Đại Bồ Tát chẳng có pháp không quên mất, trong Đại Bồ Tát chẳng có tánh luôn luôn xả. Lìa pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ Tát, lìa tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc Bồ Đề hoặc Tát Đoà hoặc pháp không quên mất hoặc tánh luôn luôn xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được.